tổng biên tập và phó tổng biên tập trang báo điện tử Infonet vừa bị đình chỉ chức vụ theo quyết định được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn ký. Hôm 6 tháng 9, Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã thu hồi thẻ của 4 nhà báo thuộc trang báo Infonet và báo Dân trí. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền ở Đức, Mỹ, Canada, Séc, Nga, Úc, Lào và Campuchia để phối hợp tìm ông Trịnh Xuân Thanh. Và các nước đồng thuận hứa chung tay với Việt Nam để truy bắt bằng được ông Trịnh Xuân Thanh. Một số người thượng đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tìm quy chế tị nạn sẽ bị nước chủ nhà trả về Việt Nam. Tuy nhiên, số người và thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, thì những người thượng khai với cơ quan chức năng Campuchia là họ phải trốn khỏi Việt Nam vì bị đàn áp và lo sợ sẽ bị ngược đãi, thậm chí có thể bị giết nếu bị trả về Việt Nam. Trung Quốc ca ngợi chuyến viếng thăm hữu nghị của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, xem đó là bằng chứng có thể giải quyết tranh chấp bằng đối thoại ôn hòa. Trung Quốc đang cứu xét việc cho ngư dân Philippines vào đánh cá ở gần bãi cạn Scarborough là vùng biển hai bên đang tranh chấp.